kính chào quý vị. Bây giờ là chiều ngày 3 tháng 5 2017. Quý chú quý vị, đây là ngã 6 Nguyễn Tri Phương với lại Nguyễn Chí Thanh. Ngày xưa là đường Trần Văn Quân thể hiện. Đường Bà Hạ rồi, phía trước là cầu vượt đường 3/2 Trần Quốc Tỏ ngày xưa. Góc bên phải bên kia đường đó là chợ cá Trần Quốc Tỏ, và bên kia là đường Thành Thái. Xá Đồng Tiến á. Bên phải đây là nhà thờ Đồng Tiến. Thank you.
sao bên đây là cư xá Bắc Hải nữa vậy? Đây là đường Bắc Hải, thì bên phải là trường Tiểu học Bắc Hải. Bên phải quý vị đây là công viên Lê Thị Riêng nè, công viên mà hay có nhảy đầm á. Đây là đường Lê Văn Duyệt ngày xưa, bây giờ là Cách Mạng Tháng Tám. Bên phải thì là phường 11, quận 3.
anh Thảo à.
hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp theo nha. Goodbye, see you.